Cậu sốc đi, mình đang vào tắm. Xin cảm ơn tiết mục vui nhộn của đội múa đen vừa rồi. 92 lộ một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục vừa rồi. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Việt Hào, trưởng thôn Đào Xá, đại diện lãnh đạo chi ủy chính quyền thôn Đào Xá lên tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng thôn Đào Xá. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Mạnh Kỷ, bí thư chi đoàn thôn Đào Xá lên nhận quà cho các cháu. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng yêu quý, trong cuộc sống không phải ai sinh ra cũng được may mắn. Có nhiều em học sinh dù hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã biết vươn lên trong cuộc sống, cố gắng học hành, biết vâng lời ông bà cha mẹ. Thấu hiểu điều đó, ban chấp hành đoàn xã đã viết thư ngỏ kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, các đơn vị, các cá nhân, tập thể. Ủng hộ để trong đêm